Ý nghĩa sống xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị cùng đến với chuyên đề 8 đức vàng làm trụ cột cho giá trị con người. Kính thưa quý vị, để nói lên vai trò quan trọng của việc giáo hóa dân chúng, Đức Khổng Tử cho rằng nếu nhà cầm quyền chuyên dùng pháp chế cấm lệnh mà dẫn dắt dân chúng, chuyên dùng hình phạt mà trị dân, thì dân sợ mà chẳng phạm phép đó thôi, chứ họ chẳng biết hổ thẹn. Vậy, muốn dẫn dắt dân chúng, nhà cầm quyền phải dùng đức hạnh. Muốn trị dân, nhà cầm quyền phải dùng lễ tiết. Trong khuôn khổ chương trình hôm nay, Ý nghĩa sống xin chia sẻ đến quý vị bát đức được đúc kết từ tinh hoa cổ nhân, bao gồm hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Đây là 8 đức tính quý báu, rất cần thiết và là trụ cột vững chắc cho sự thành bại của đời người. Nếu như có thể lĩnh hội ý nghĩa sâu sắc thâm thúy của từng chữ, thì chúng ta sẽ gặt hái được vô số thành công và phước báu. Kính chúc quý vị và gia đình những điều tốt đẹp nhất. 8 đức vàng làm trụ cột cho giá trị con người. Hiếu. Người xưa từng dạy: hiếu đức chi bản giả, giáo chi sở do sinh giả. Theo đó, hiếu là cái gốc của đạo đức, từ đó mà phát sinh ra mọi sự giáo hóa. Niên hữu tứ thời xuân vi thủ, nhân sinh bách hạnh hiếu vi tiên. Có nghĩa là một năm có bốn mùa, mở đầu bằng mùa xuân. Người ta có trăm tính, nhưng tính hiếu thảo là cần trước hết. Theo Kinh Nhẫn Nhục: cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu, cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu. Hiếu là lòng kính yêu và biết ơn với cha mẹ, hết lòng chăm sóc cha mẹ. Mở rộng hơn nữa là với ông bà, tổ tiên. Hiếu đức là gốc rễ của mọi điều thiện, điều tốt đẹp trong cuộc sống. Vì sao làm con phải có hiếu? Theo Kinh Tâm Địa Quán: quả đất người đời cho là nặng, tình nghĩa của mẹ nặng hơn nhiều. Núi tu di người đời gọi là cao, công ơn cha còn cao hơn nhiều lắm. Mỗi người chúng ta có mặt trên cõi đời này là nhờ vào tinh cha huyết mẹ. Mẹ cưu mang 9 tháng 10 ngày, nặng nhọc như đội núi, ngày đêm như bệnh nặng. Khi sanh nở thì gan ruột như bị xé rách, đau đớn mê man. Khi con còn bé thì mẹ cha ngày đêm bú mớm ẵm bồng, thức khuya dậy sớm, chẳng quản công lao. Khi con bị bệnh thì cha mẹ sớm tối thuốc thang, chăm sóc không rời. Khi con bi bô tập nói thì cha mẹ dạy con biết bao điều hay lẽ phải, uốn nắn từng nét chữ, từng lời văn. Chẳng những cha mẹ công lao nhọc nhằn mà trong con còn chứa đựng biết bao tình yêu thương và tâm huyết của cha mẹ. Mà ngay cả đến chính chữ cù lao cũng chưa thể lột tả hết công ơn sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục, quan tâm, lo lắng và sự hy sinh của cha mẹ. Sinh ra đau đớn xiết bao tình, cốt thời nâng đỡ hy sinh, phụ năng chăm sóc vỗ về vuốt ve, súc thường bú mớm no nê, trưởng nuôi thể xác dưỡng mê thân hình, dục thời dạy dỗ thâm tình, cố luôn trông ngắm xem nhìn thiết tha, phục quấn quýt không rời tay, phúc lo đầy đủ ẵm bồng không xa, sợ người ăn hiếp rầy rà, giữ con sát cạnh nhìn ngay bên mình. Cuộc đời cha mẹ hy sinh, nuôi con không lớn hơn mình mới thôi. Còng lưng đói khát đến rồi, vẫn luôn hoan hỷ tô bồi cho con. Dù cho sức lực hao mòn, cắn răng chịu đựng trong lòng bao dung. Theo đó, công lao của cha mẹ như trời như biển, thật không sao kể xiết. Chúng ta là những người con đã nhận công lao to lớn đó, tức là đã thọ ân, mà thọ ân thì phải báo ân, phải đền đáp, cho nên nhất định làm con thì phải có hiếu. Trong kinh điển Phật giáo Đại Thừa từng dạy: tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Theo đó, hiếu đạo cũng chính là con đường của các đấng giác ngộ, các bậc thánh hiền. Do đó, chúng ta nên noi theo con đường của những bậc khai sáng để thực hành hiếu đạo. Làm thế nào để thực hành hiếu đạo? Theo Kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật đã dạy rằng: này các tỳ kheo,
Có hai người mà các thầy không thể nào đền ơn cho hết được. Đó là cha và mẹ. Nếu có kẻ vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, đi xa ngàn dặm, cung phụng đủ mọi thức ăn, đồ mặc, chăn nệm và thuốc thang, thậm chí cha mẹ có tiểu tiện đại tiện trên vai đi nữa cũng chưa trả được ân sâu cha mẹ. Các thầy phải biết ân cha mẹ nặng lắm, bồng bế nuôi nấng, dưỡng dục đúng lúc, làm cho ta trưởng thành, vì thế mà biết ân đó khó trả. Do vậy, người con hiếu thảo muốn báo đáp công ơn cha mẹ đúng chánh pháp, cần phải thực hành những việc sau đây. Nếu cha mẹ chưa có niềm tin, phải khuyến khích cha mẹ phát tâm tin tưởng Tam Bảo. Nếu cha mẹ sang tham, phải khuyến khích cha mẹ phát tâm bố thí. Nếu cha mẹ theo điều ác, phải khuyến khích cha mẹ hướng về đường thiện. Nếu cha mẹ theo tà kiến, phải khuyến khích cha mẹ trở về với chánh kiến. Làm được như vậy là trả ơn cha mẹ đúng với chánh pháp, khiến cha mẹ không những được an vui trong hiện tại mà còn gieo phước lành trong tương lai. Theo Kinh Đại Tập, hiểu với mẹ cha tức là kính Phật, khéo phụng thờ cha mẹ như phụng thờ Phật vậy. Theo Kinh Tạp Bảo Tạng, nếu có người muốn được vua Phạm Thiên ở trong nhà, hãy hiếu dưỡng cha mẹ, vua Phạm Thiên đã có ở trong nhà. Muốn có Đế Thích ở trong nhà, hãy hiếu dưỡng cha mẹ, Đế Thích sẵn ở trong nhà. Muốn được tất cả thiên thần ở trong nhà, chỉ cúng dường cha mẹ, tất cả thiên thần đều ở trong nhà. Cho đến muốn cúng dường Thánh Hiền và Phật, chỉ cúng dường cha mẹ, các vị Thánh Hiền và Phật đều ở trong nhà. Trong Minh Tâm Bảo Giám, Tăng Tử dạy rằng: Hiếu giả bách hạnh chi tiên, hiếu chí ư thiên tắc phong vũ thuận thời, hiếu chí ư địa tắc vạn vật hóa thành, hiếu chí ư nhân tắc chúng phúc hàm trăng. Có nghĩa là đức hiếu đứng đầu trăm đức tốt. Hiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận, hiếu cảm đến đất thì muôn vật hóa thành, hiếu cảm đến người thì mọi phúc đều tới. Theo đó, người làm con chẳng những phải có tâm hiếu mà còn phải thực hành hiếu đạo. Khi đức hiếu chưa đủ thì chưa thể cảm được lòng người. Khi đức hiếu đã đủ sâu, chẳng những có thể cảm động được lòng người mà còn cảm động được đến cả trời đất. Do vậy, khi toàn tâm thực hành hiếu đạo thì người người giúp sức, vạn sự hanh thông, phúc đức kéo về. Hiếu là đức tính đầu tiên và cũng là nguồn gốc của đạo đức con người. Hiếu là nguồn gốc của vạn điều thiện, vạn điều nhân. Người không thể kính trọng, yêu thương cha mẹ mình thì sao có thể yêu thương được người khác? Thực hành hiếu đạo là lời chỉ dạy của đấng giác ngộ và các bậc thánh hiền mà người làm con chớ nên sơ suất. Chữ hiếu được Chủ tịch Hồ Chí Minh mở rộng thành hiếu với dân, cụ thể vào năm 1946, nhân dịp đến thăm và tham dự khai giảng lớp đầu tiên của trường võ bị Trần Quốc Tuấn, Bác Hồ đã tặng lá cờ mang 6 chữ: trung với nước, hiếu với dân. Theo đó, hiếu với dân được hiểu là: một là yêu dân, kính dân, tôn trọng dân, lấy dân làm gốc; hai là phải đề cao tinh thần phục vụ nhân dân, có trách nhiệm trước nhân dân. Người nêu ba loại trách nhiệm của người cán bộ: trước hết là trách nhiệm với nhân dân, rồi với công việc, sau cùng mới là trách nhiệm với cấp trên. Ba là phải luôn luôn quan tâm đến đời sống của nhân dân, chăm lo cải thiện đời sống cho dân. Khi dân còn thiếu thì mình không có quyền đòi hỏi sung sướng cho riêng mình. Bốn là tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của dân, nâng cao dân trí để dân biết và sử dụng được quyền làm chủ của mình. Bác dạy rằng: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong xã hội không có gì tốt đẹp vẻ vang bằng phục vụ lợi ích của nhân dân. Để là sự tôn kính đối với người trên, các bậc tiền bối. Để còn được hiểu là sự thuận thảo, nhường nhịn giữa các anh chị em trong gia đình. Khổng Tử từng dạy: kẻ đi học ở trong nhà thì hiếu, khi ra ngoài thì để, cẩn thận cung kính mà chân tình thật ý.
yêu cả mọi người mà thân thiết với người nhân, làm được những điều ấy rồi thì có thừa sức mới học văn, theo luận ngữ Thiên Học Nhi. Vì sao phải để? Cũng trong Thiên Học Nhi, sách luận ngữ viết rằng, làm người có nết hiếu để thì ít ai dám xúc phạm bề trên, không thích xúc phạm bề trên mà thích làm loạn thì chưa từng có. Người quân tử chăm chú vào việc gốc, gốc mà vững thì đạo đức sinh ra. Hiếu, để là cái gốc của đức nhân. Theo đó, vai trò của chữ để được Khổng Tử đặt ngay sau chữ hiếu. Chữ để được thi hành trong gia đình thì người ở dưới kính trọng người ở trên, anh chị em thuận thảo yêu thương nhường nhịn nhau, đó chính là trị gia. Chữ để được thi hành trong xã hội thì trên dưới không rối loạn, người dưới kính trọng người ở trên, người ở trên không làm điều trái đạo. Không đâu mà không thấy người trên kẻ dưới giúp đỡ lẫn nhau, thiên hạ theo đó mà thịnh trị vậy. Để thực hiện được diệu ý của chữ để thì chúng ta phải cẩn thận cung kính, chân tình thật ý, quý mến hết thảy mọi người, đặc biệt là nên gần người nhân, bởi hiếu để là cái gốc của đức nhân. Trung. Chữ trung trong chữ Hán có 8 nét, thuộc bộ thủ tâm, tâm đứng. Bộ thủ này có ý nghĩa là quả tim, tâm trí, tấm lòng. Theo đó, trung có nghĩa là đem hết tâm trí, dốc lòng, dốc sức mà hành xử. Vậy, trong cuộc sống, chữ trung được áp dụng như thế nào? Theo Khuyết Danh, những người không hiểu giá trị của lòng trung thành không bao giờ có thể nhận thức được cái giá của sự phản bội. Theo Louisa May Alcott đã từng nói, một người bạn trung thành là tuyến phòng thủ mạnh mẽ và người tìm thấy anh ta đã tìm thấy một báu vật. Nhà văn Helen Keller từng nói, nhiều người có ý tưởng sai lầm về điều sản sinh ra hạnh phúc đích thực. Nó không đạt được qua sự tự thỏa mãn, mà qua sự trung thành với một mục đích đáng giá. Theo đó, chữ trung được áp dụng rất đa dạng. Trung thành với bạn bè, trung thành với cá nhân hay tổ chức nào đó, trung thành với lý tưởng, trung thành với mục tiêu đáng giá. Ngày xưa, chữ trung gắn liền với trung quân ái quốc. Ngày nay, chữ trung còn được mở rộng là trung với nước, hiếu với dân, như lời của Bác Hồ đã nêu ở mục 1. Trung là trung với nước, trung thành vô hạn với lợi ích của quốc gia, của dân tộc. Tận trung với sự nghiệp dựng nước, giữ nước, đấu tranh bảo vệ quyền của đất nước. Tận sức bảo vệ những thành quả mà ông cha ta đã để lại, đồng thời không ngừng phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Còn theo Martin Luther King, người đã từng đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 1964 và là người đã đề cử Thiền sư Thích Nhất Hạnh cho giải Nobel Hòa Bình, cho rằng chữ trung còn được mở rộng hơn nữa là trung thành với nhân loại vì mục đích hòa bình chung cho trái đất. Cụ thể ông nói, nếu chúng ta muốn có hòa bình trên trái đất này, lòng trung thành của ta phải trải khắp chứ không cục bộ. Lòng trung thành của ta phải vượt qua chủng tộc, gia tộc, tầng lớp và quốc gia. Và điều này nghĩa là ta phải xây dựng một tầm nhìn quốc tế. Tính. Chữ tính trong tiếng Trung được cấu thành từ bộ nhân, ý chỉ người và chữ ngôn trong lời nói ngôn từ. Ý nói, lời nói thể hiện giá trị con người. Tính có nghĩa là sự thành thực, giữ lời hứa, đáng tin cậy, không dối trá. Chữ tính có vai trò quan trọng trong thành bại của đời người, mà còn có can hệ đến sự bại vong của một quốc gia, ngay cả trong kinh doanh cũng vậy. Thành tính là điều không thể thiếu. Khổng Tử nói, nhân nhi vô tính, bất tri kỳ khả giả. Có nghĩa là, người mà không có chữ tính thì không thể làm nên việc được. Ông cho rằng, nếu con người không giữ chữ tính, sẽ không có chỗ đứng trong xã hội, làm việc gì cũng không thành. Cho thấy chữ tính quyết định đến thành bại của cả một đời người. Nguyễn Trãi viết trong tác phẩm Quân Trung Từ Mệnh Tập rằng, tính giả quốc chi bảo, nghĩa là chữ tính được xem như bảo vật quý hiếm của quốc gia. Trong Lã Thị Xuân Thu, Quý Tính viết, nếu vua tôi không giữ chữ tính, thì trăm họ sẽ phỉ báng triều đình, quốc gia không yên ổn. Làm quan mà không giữ chữ tính,
thì dưới không sợ trên, sang hèn coi khinh nhau. Thưởng phạt không giữ chữ tín thì người dân dễ phạm pháp, khó thực thi mệnh lệnh. Bạn bè không giữ chữ tín thì oán hận lẫn nhau, không thể kết giao hòa thuận. Làm hàng thủ công không giữ chữ tín thì chất lượng sản phẩm sẽ kém, trông như hàng nhái, nước sơn cũng không sắc nét. Qua đó, cho chúng ta thấy rằng chữ tín chẳng những quyết định đến sự thành bại của đời người, mà còn là sợi dây gắn kết giữa cá nhân với bạn bè, với cộng đồng, với xã hội. Một khi sợi dây ấy bị đứt, thì sự rối ren sẽ tìm đến, trắng đen lẫn lộn, trật tự điên đảo, cái họa bại vong của một triều đại cũng từ đó mà ra. Đơn cử như câu chuyện chỉ hưu làm ngựa của gian thần Hoạn Quan Triệu Cao đã làm sụp đổ triều đại nhà Tần. Sau khi hãm hại Lý Tư thì Triệu Cao được Tần Nhị Thế phong làm Trung Thừa Tướng, tước An Vũ Hầu, nắm hết quốc chính. Từ đó, ông có mưu đồ làm loạn xưng vương, nhưng sợ lòng người không phục, bèn nghĩ cách thử lòng. Tháng 8 năm 2007 trước Công Nguyên, ông cho người dắt con hươu vào triều dâng lên Tần Nhị Thế và bảo đó là con ngựa. Tần Nhị Thế hồ hởi cho rằng đó là con hươu. Triệu Cao nói, nếu nhà vua không tin thì có thể hỏi các quan trong triều xem đó là hươu hay ngựa. Các đại thần bị Triệu Cao làm cho hồ đồ lung lạc. Những kẻ bợ đỡ xu nịnh muốn nhân cơ hội này có dịp nhờ vả Triệu Cao liền nhao nhao nói đó là con ngựa. Một số nhát gan cúi đầu không nói, có vài đại thần chính trực kiên quyết nói đó là con hươu, còn một số đại thần lúc bình thường nịnh hót Triệu Cao nói đó là một con ngựa quý. Tần Nhị Thế thấy đại đa số đều nói là ngựa, cho rằng mình bị hoa mắt loạn trí nên lui về Vọng Di cung trai giới. Triệu Cao từ đó càng không kiên nể, một tay che trời, dối trên gạt dưới, mưu hại những người trung thần. Khi các nơi vừa mới nổi lên phản Tần, Triệu Cao luôn an ủi Tần Nhị Thế nói rằng bọn chúng chẳng làm nên trò trống gì, bảo Tần Nhị Thế yên tâm. Thế là Tần Nhị Thế chìm đắm trong tửu sắc, quan lại từ hàm cấp quan cho đến một khu vực rộng lớn phía đông sớm đã phản Tần, hưởng ứng quân khởi nghĩa. Lưu Bang thống lĩnh đại quân tấn công Vũ Quan, tiêu diệt toàn thành. Sau khi tin tức truyền đi, Triệu Cao sợ Tần Nhị Thế truy cứu việc ẩn giấu quân tình, không báo, vợ xưng bệnh không dám lên triều. Tần Nhị Thế thấy Triệu Cao đã không lộ mặt, liền phái người đi trách cứ việc Triệu Cao ẩn giấu quân tình. Triệu Cao sợ Tần Nhị Thế giáng tội, bèn ngầm cùng với rể của mình là Diêm Lạc và em là Triệu Thành bức Tần Nhị Thế tự sát. Sau đó, Triệu Cao lên kế hoạch lập Tử Anh lên làm vua để thừa dịp ra tay, nhưng đã bị Tử Anh nhìn trúng. Tử Anh ra lệnh cho Hàm Đan xử tử Triệu Cao và Chu Di tam tộc Triệu Cao. Như vậy, việc lọc lừa hại người chẳng những mang đến cái họa cho người xung quanh mà còn làm hại chính bản thân người xảo trá. Khổng Tử dạy, tự cổ giai hữu tử dân vô tính bất lập, có nghĩa là lương thực binh lính có thể bỏ được, chứ dân mà mất niềm tin thì nước không thể đứng vững. Nói về vai trò quan trọng của chữ tín, nhà cách mạng lỗi lạc Lenin cho rằng quyết định thành công trong việc lãnh đạo quần chúng không phải bởi sức mạnh của quyền hành mà ở sức mạnh của uy tín. Như vậy, quay về với sự thật, quay về với chân lý là quay về với chính đạo. Người xưa có câu, người tìm vật trong phòng tối không gì quý hơn lửa, người tìm đạo ở thế gian không gì quý hơn thành tín. Người xưa cũng dạy rằng, phản thân nhi thành, lạc mạc đại yên, có nghĩa là quay về với thành tín không gì vui hơn. Trong công việc kinh doanh, chữ tín đóng vai trò quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Doanh nghiệp càng làm ăn đàng hoàng uy tín thì càng dễ dàng thu hút nguồn vốn cũng như thu hút đối tác. Cho nên tỷ phú châu Á Lý Gia Thành từng nói, thất tín chính là phá sản lớn nhất của đời người. Có chữ tín, dẫu doanh nghiệp có gặp khó khăn thì người lao động cũng sẽ nỗ lực giúp sức, đồng hành để cùng người lãnh đạo vượt qua thác gần. Ví như trường hợp của doanh nhân Nhật Bản Masushita Konosuke. Thế chiến thứ hai bùng nổ, sau khi Nhật Bản đầu hàng, Masushita rơi vào cảnh trắng tay. Đây có lẽ là giai đoạn đen tối mà ông không muốn nhắc đến trong cuộc đời của mình.
khi vừa mất trắng tài sản, vừa bị ghép vào tội giúp quân Nhật tham chiến bởi quân đồng minh, cụ thể là Mỹ. Ông kiên trì theo đuổi suốt 3 năm trong việc giải trình những lời gièm pha trên là vô cớ. Tài liệu giải trình của ông có lúc lên đến 5.000 trang và hơn 1.000 lần được gửi đến Bộ Tư lệnh Quân đội. Thật may mắn, vì ông được những anh em công nhân tin yêu ủng hộ hết lòng trong những cuộc điều trần này. Trong suốt 3 năm đấu tranh với người Mỹ tại tòa án, cuối cùng Matsushita giành chiến thắng và được quyền trở lại kinh doanh. Những anh em công nhân không những kiên cường ủng hộ giúp Matsushita chiến thắng trước tòa án Mỹ, giờ đây họ lại cùng ông bắt tay vào công cuộc tái thiết lại công ty từ mảnh đất hoang tàn. Những anh em công nhân tin vào tầm nhìn và tài năng của Matsushita cũng như tin tưởng hoàn toàn vào đạo đức và sự công bằng mà Matsushita sẽ mang đến cho họ, và họ đã đúng. Doanh nhân huyền thoại Matsushita sau đó đã trở thành ông tổ của phương pháp kinh doanh kiểu Nhật. Ông đã trở thành người hùng của Nhật Bản trong việc đưa nền kinh tế Nhật Bản sang một giai đoạn phát triển ở tầm cao mới, thoát khỏi đống tro tàn do Thế chiến để lại. Đó là nhờ vào lòng tin tưởng của những người đồng hành cùng với ông. Lại có một câu chuyện kể về ông Koike, một nhà thầu chứng khoán thành công người Nhật. Ông là một người thành tín và trung thực có tiếng trên Nhật Bản. Khi 20 tuổi, ông làm chủ một kinh doanh nhỏ do mình lập ra. Dựa vào khả năng và kinh nghiệm của mình, ông đã phát triển công việc của mình rất thành công. Ông đã ký được 33 bản hợp đồng chỉ trong vòng 2 tuần. Nhưng sau khi ký hợp đồng, ông cảm thấy có vẻ giá sản phẩm mà mình bán cho khách hàng cao hơn so với giá thị trường. Ông biết rằng khách hàng sẽ có vẻ tiếc nuối, vì thế mà ông đã làm một việc mà không ai ngờ được. Ông đã cầm theo bản hợp đồng và tiền cọc để ghé thăm từng khách một. Ông đã giải thích về bản hợp đồng và đồng ý hoàn lại tiền cọc. Khách hàng cũng có thể hủy hợp đồng, nhưng kết quả là không có ai hủy hợp đồng cả. Chính lòng thành tín của ông đã khiến các khách hàng cảm động. Và bây giờ, Koike là một nhà thầu chứng khoán thành công và được mọi người kính trọng. Qua đó, cho chúng ta thấy sự thành tín cũng chính là chìa khóa để đưa con người đến thành công và ngày càng thành công hơn nữa. Lễ. Lễ là một khái niệm về đạo đức và chính trị được Nho giáo đề cao. Lễ có giá trị đặc biệt với Nho giáo vì được coi như bắt đầu từ trật tự của trời đất, từ thiên lý mà con người nhất định phải tuân theo. Như trong lễ ký có viết, trời cao đất thấp, muôn vật khác nhau. Nhân đó phải đặt ra lễ để chế định hành động con người. Lễ được hiểu là những quy tắc được tập thể thừa nhận trong đời sống cộng đồng. Lễ là những phép tắc phải tuân theo khi tiếp xúc với người khác. Luận ngữ cho rằng lễ chỉ các quy phạm đạo đức và các chuẩn mực xã hội. Vậy, phải làm thế nào để giữ lễ phát huy giá trị tích cực của nó? Khổng Tử nói, lễ nhằm sửa cho đúng theo đạo trung. Theo lễ ký, đạo trung là đạo sống đúng về mọi mặt, không thái quá, không bất cập, và cũng là đạo sống trung thực đối với mình, đối với người. Lễ gắn liền với nghĩa, hợp với điều nghĩa để hòa nhập với xung quanh. Như vậy, Khổng Tử có cái nhìn rất cởi mở về chữ lễ, không bó hẹp bởi những gì đã được thừa nhận và tồn tại trong xã hội. Theo đó, chữ lễ qua mỗi thời đại đều cần được nhìn nhận đánh giá lại xem có phù hợp với đạo Trung Hòa hay chưa. Những quy tắc nào thái quá, bất cập, ngăn cản sự phát triển của nhân loại thì không đúng với bản chất của chữ lễ. Do đó, chữ lễ là do con người định ra và cũng do con người điều chỉnh sao cho hài hòa, đúng với đạo Trung. Hiểu đúng về chữ lễ không làm con người mất đi tính sáng tạo, mà trái lại còn khuyến khích sự sáng tạo để đưa ra những giải pháp tốt đẹp hơn cho chuẩn mực đạo đức xã hội. Lễ được định ra là để giúp con người có cuộc sống tốt hơn, tính cộng đồng được tôn trọng. Con người trong xã hội theo đó được giáo hóa răn đe bởi những chuẩn mực quy phạm đạo đức. Đến thời Chiến Quốc, Mạnh Tử cho rằng chữ lễ chính là tâm khiêm tốn nhường nhịn, từ nhượng chi tâm. Tâm biết đúng sai, thị phi chi tâm. Lễ là một trong những phẩm hạnh đạo đức của con người.
còn Tôn Tử sử dụng lễ và hành để trị nước. Nghĩa. Nghĩa là lẽ phải, chính nghĩa công bằng. Chúng ta thường nghe, ra đường thấy điều nghĩa thì làm. Điều nghĩa là những điều cần làm, những điều hợp với lẽ phải, như việc giúp đỡ người gặp khó khăn. Trong binh pháp, chính nghĩa là một trong những nhân tố quan trọng ảnh hưởng lớn đến tinh thần sĩ khí của quân đội. Con người thấy điều chính nghĩa thì tận lực mà giúp đỡ, vì nghĩa lớn mà sẵn sàng dốc sức, hy sinh tính mạng để bảo vệ cờ nghĩa. Bên chính nghĩa là bên làm những điều thuận theo lòng người, hợp với đạo trời. Chính nghĩa sẽ luôn thắng gian tà, cũng như cái thiện sẽ luôn thắng cái ác. Trong lịch sử đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước của ông cha ta, các thế lực giặc ngoại xâm, dù có mạnh đến mấy, cũng đều phải khuất phục trước tấm lòng trung nghĩa của ông cha ta. Tinh thần bất khuất ấy được thể hiện qua câu nói của Bác Hồ: thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu để mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Từ núi rừng Lam Sơn, cách đây hơn 600 năm, vào mùa xuân năm Mậu Tất 1418, vị anh hùng dân tộc Lê Lợi đã dựng cờ khởi nghĩa chống giặc Minh xâm lược. Suốt 10 năm ròng rã chiến đấu gian khổ, khởi nghĩa Lam Sơn đã thắng lợi hoàn toàn. Theo sách Lam Sơn Thực Lục, trong buổi đầu khởi sự, nghĩa quân Lam Sơn chỉ có 35 võ tướng, 200 quân thiết đột, 200 nghĩa sĩ, 200 dũng sĩ, 14 con voi, tất cả không quá 2.000 người. Trong khi đó, quân mình có hơn 4,5 vạn người và hàng trăm voi ngựa. Có lúc rơi vào tình thế phải đình chiến 2 năm để củng cố lực lượng. Song với nghị lực phi thường lại được nhân dân đùm bọc, che chở, giúp đỡ, cho nên nghĩa quân đã vượt qua bao khó khăn nguy hiểm, dần khôi phục và phát triển được phong trào. Biết Lê Lợi là người tài năng đức độ, nhiều người đã tìm đến Lam Sơn xin được giúp sức, tham gia hội thề Lũng Nhai, trở thành những tướng lĩnh tài giỏi, trung kiên, đảm đương những vị trí quan trọng trong cuộc khởi nghĩa, nghĩa sĩ tin cậy của nghĩa quân Lam Sơn. Nguyễn Trãi đúc kết nghĩa khí của toàn dân toàn quân trong bài cáo thắng trận: nhân dân bốn cõi một nhà, dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới, tướng sĩ một lòng phụ tử, hòa nước sông chén rượu ngọt ngào. Như vậy, nghĩa chính là con đường chính đạo, con đường hợp với lẽ phải. Nếu đi theo con đường này thì người người hưởng ứng giúp sức. Liêm. Liêm là đức tính phân minh, ngay thẳng, trong sạch, không tham lam. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, liêm tức là luôn luôn tôn trọng, giữ gìn của công và của dân, không xâm phạm một đồng xu hạt thóc của nhà nước và của nhân dân. Cụ thể người nói: phải trong sạch, không tham lam, không tham địa vị, không tham tiền tài, không tham sung sướng, không ham người tân bốc mình. Vì vậy mà quang minh chính đại không bao giờ hữu hóa. Chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ. Người chỉ rõ, do bất liêm mà đi đến tội ác trộm cắp. Công khai hay bí mật, trực tiếp hay gián tiếp, bất liêm tức là trộm cắp. Người còn dạy rằng, mỗi người phải nhận rằng tham lam là một điều rất xấu hổ. Kẻ tham lam là có tội với nước, với dân. Chẳng những trong bộ máy nhà nước, mà ngay cả trong chốn công sở của những đơn vị tư nhân, Bác Hồ cũng nhấn mạnh rằng những người trong công sở phải lấy chữ liêm làm đầu. Theo Hồ Chí Minh Toàn Tập, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Do vậy, để thực hiện được chữ liêm thì con người cần loại bỏ tham cầu, phải thi hành chí công vô tư, phải nâng cao trình độ dân trí, đồng thời không ngừng tu dưỡng, bồi đắp đạo đức. Trong lịch sử nước Việt ta, có rất nhiều những vị quan thanh liêm luôn giữ mình trong sạch vì đại cuộc, được lưu danh sử sách, được nhân dân kính trọng, trở thành niềm tự hào của dân tộc. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Tô Hiến Thành là một trong những vị quan thanh liêm nhất lịch sử phong kiến Việt Nam, khi còn giữ chức thái phó của triều Lý. Ông từng từ chối cả mâm vàng hối lộ của Chiêu Linh Hoàng Thái Hậu để sửa di chiếu của vua Lý Anh Tông. Trần Thị Kiến là phán quan nổi tiếng liêm chính của nhà Trần. Khi ông mới đến nhậm chức An Phú sứ Thiên Trường, một người trong hương nhân ngày giỗ đem biếu ông mâm cỗ. Trần Thị Kiến hỏi:
Người ấy trả lời ở gần trị sở nên đem biếu chứ không có ý gì khác. Mấy ngày sau, người này lại đến kêu xin nhờ vả. Khi người biếu cổ trình bày vừa dứt, Trần Thị Kiến liền móc họng, ý là trả cổ hôm trước, làm cho kẻ kêu xin muối mặt mà về, từ đó không dám nhờ cậy nữa. Theo sách kể chuyện Trạng Việt Nam, Mạc Đỉnh Chi là vị trạng nguyên vừa giỏi vừa liêm khiết nổi tiếng thời Trần. Có lần, để thử ông, vua Trần Anh Tông lén cho người bỏ tiền quốc khố trước nhà. Sáng mai ngủ dậy, Mạc Đỉnh Chi mang vào trả lại cho vua. Theo sách Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, Trần Thủ Độ là người có công sức lớn trong việc lập nên triều Trần. Sau này, khi giữ chức tể tướng, ông từng ra lệnh chặt chân người cháu bên vợ vì xin ông cho làm câu đương, tức là chức quan nhỏ ở xã. Người này hoảng sợ, xin mãi ông mới tha cho. Vũ Tự là vị phán quan nổi tiếng Thanh Liêm thời vua Lê Thánh Tông. Vua biết có một người vừa được Vũ Tự xử thắng kiện, liền bí mật gửi cho người này đem một mâm lễ vật quý đưa cho ông để cảm ơn. Sau khi người đó mang lễ vật tới, Vũ Tự đã từ chối. Vua Lê Thánh Tông sau đó tặng ông chữ liêm tiết đính vào cổ áo triều phục mỗi khi bàn việc quốc sự. Theo Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện, khi làm quan, Nguyễn Văn Hiếu được dân thương mến. Biết tin ông đến nhậm chức, đám trộm cướp nói với nhau rằng quan chấn thủ nhân hòa, ấy là Phật sống, nên kính cẩn mà lánh đi. Đó là giai thoại có 102 trong Sử Việt. Vào năm 1821, vua Minh Mạng đi tuần Bắc Hà, nghe tiếng dân chúng ca ngợi Nguyễn Văn Hiếu làm quan Thanh Liêm. Vua liền thăng chức vượt cấp, thưởng một ống nhòm mạ vàng, một thanh gươm mạ vàng, một khẩu súng có nạm chữ vàng. Nguyễn Thuật, hiệu là Hà Đình, sinh năm Nhâm Dần 1842 tại làng Hà Nam, huyện Lễ Dương, phủ Thăng Bình, nay thuộc tỉnh Quảng Nam. Trong lịch sử phong kiến Việt Nam, rất ít người như Nguyễn Thuật. Ông làm quan trải qua 8 đời vua, Tự Đức, Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc, Hàm Nghi, Đồng Khánh, Thành Thái, Duy Tân. Ông không những được các vua trọng vọng vì tài, nể vì đức, giao việc quốc gia đại sự, mà còn được nhân dân gọi là dân chi phụ mẫu. Trong chương 9 Đạo Đức Kinh, Lão Tử khuyên con người nên loại bỏ tham cầu rằng: bình nước đầy giữ sao khỏi đổ, đổ chi đầy quá cỡ chứa chan. Ra công mài nhọn gia quan, giữ sao cho được vẹn toàn trước sau. Đầy vàng ngọc nhà nào bền bỉ, quá giàu sang chắc sẽ kiêu sa. Suy vong do đó sinh ra, nên giờ vinh hiển là giờ thoái lui, công thành thân thoái lẽ trời. Có nghĩa là cố giữ cho đầy chậu chẳng bằng ngừng đúng lúc, mài cho thật sắc cũng không thể sắc mãi được. Vàng ngọc đầy nhà há giữ được lâu dài, giàu sang thì kiêu ngạo chỉ tự hại mình mà thôi, xong việc thì rút lui, đó là thiên đạo. Sĩ, sĩ có nghĩa là biết hổ thẹn. Từ đó mà chúng ta tránh làm những chuyện trái đạo lý, trái lương tâm. Ngược lại, người không sĩ thì chuyện gì cũng làm. Khổng Tử dạy rằng, hành kỹ hữu sĩ, nghĩa là khi làm việc thì phải biết giữ mình, bởi biết rằng làm sằng làm bậy là việc đáng xấu hổ. Khổng Tử còn nói thêm rằng, tri sĩ cần hồ dũng, người biết xấu hổ thì cũng được xem là người gan dạ dũng cảm, bởi vì người biết hổ thẹn, tức là họ đã dám dũng cảm đối mặt với sai trái của mình, dám chiến thắng được bản thân mình, đây chính là sự biểu hiện của dũng. Bởi vì biết xấu hổ, nên họ luôn biết tự soi xét lại đức hạnh của mình, nhờ vậy mà quá trình tu dưỡng phẩm hạnh ngày càng thêm sáng đạo. Người có chữ sĩ thì gặp những sự cám dỗ mà không sa ngã, gặp khó khăn mà không lùi bước. Họ xứng đáng là những bậc thầy về tu thân, những bậc anh hùng trung liệt. Chữ sĩ giống như một vị thần giữ cửa, ngự trị trong tâm hồn của chúng ta. Khi vị thần này thấy điều nào cần làm thì sẽ mở cửa để chúng ta làm. Khi vị thần này thấy điều nào là sai trái thì sẽ đóng cánh cửa không để chúng ta sa vào con đường lầm lạc. Có những lúc vì không biết mà chúng ta cứ khiên cưỡng làm cho đến khi biết rằng điều mình làm là sai thì thấy vị thần giữ cửa trở nên buồn bã,
làm cho chúng ta tự thấy hổ thẹn và chất vấn bản thân mình. Chữ sĩ giúp chúng ta trở về với bản tính thuần khiết ban đầu. Người có chữ sĩ thì không làm việc xấu. Tập thể có chữ sĩ thì không làm việc hại người. Xã hội có chữ sĩ thì không có loạn lạc, không có bất công. Liêm sĩ là hai phẩm hạnh tuy được xếp vào cuối bảng trong 8 đức vàng, nhưng đều là những đức tính quý không thể thiếu trong việc hình thành nên nhân cách của mỗi chúng ta. Để nêu lên vai trò của việc giáo hóa dân chúng, Khổng Tử cho rằng, nếu nhà cầm quyền chuyên dùng pháp chế, cấm lệnh mà dẫn dắt dân chúng, chuyên dùng hình phạt mà trị dân, thì dân sợ mà chẳng phạm phép đó thôi, chứ họ chẳng biết hổ thẹn. Vậy, muốn dẫn dắt dân chúng, nhà cầm quyền phải dùng đức hạnh, muốn trị dân, nhà cầm quyền phải dùng lễ tiết. Theo Luận Ngữ chương 5. Theo đó, ông cho rằng, con người nếu không được giáo dục, thì dù tâm có tốt đẹp ngay thẳng như thế nào đi nữa, thì cũng bị cái ngu muội phóng đãng lầm lạc, phản loạn che lấp. Như vậy, giáo dục được xem như phương tiện quan trọng để khẳng định vai trò và vị trí của con người trong thế giới. Việc giáo hóa dân chúng với 8 đức vàng chẳng những giúp khai sáng cho dân mà còn giúp cho nhà cầm quyền dễ dàng hơn trong việc điều hành đất nước, như lời dạy của Khổng Tử. Cai trị dân mà dùng đạo đức, đưa dân vào khuôn phép mà dùng lễ, thì dân sẽ biết liêm sĩ và thực lòng quy phục. Bề trên trọng lễ thì dân không ai dám không tôn kính. Bề trên trọng nghĩa thì dân không ai dám không phục tùng. Bề trên trọng tính thì dân không ai dám không ăn ở hết lòng. Khổng Tử cũng kết luận rằng, làm chính trị mà dùng đức để cảm hóa dân thì như sao bắt đầu, cứ tưởng đứng nguyên một chỗ mà các sao khác phải hướng về chầu hầu. Như vậy, 8 đức vàng của người xưa truyền dạy lại cho chúng ta bao gồm hiếu, để, trung, tính, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Bát đức này tuy thật là ngắn gọn mà hàm ý sâu xa, chính là 8 đức tính quý làm trụ cột hình thành nên nhân cách, quyết định sự thành bại của một con người. Thứ nữa là căn hệ đến gia đình và xã hội. Người có bát đức thì phẩm hạnh cao quý, đời người thành tựu. Các thành viên trong gia đình có bát đức thì gia đình thuận thảo. Người người giữ được 8 đức thì xã hội nề nếp, quốc gia phát triển, nghĩa khí vang xa, chính đạo được soi sáng, thiên hạ thái bình. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Ý Nghĩa Sống. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi nhé.